Qua hơn 25 năm hoạt động sản xuất kinh doanh với bao thăng trầm và thách thức, giờ đây công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Minh Hưng Long đã lớn mạnh và phát triển đi lên cùng đất nước, trở thành một thương hiệu uy tín, tin cậy và quen thuộc với người tiêu dùng và là nhà sản xuất và cung cấp thiết bị chiếu sáng đèn LED hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, khởi nghiệp từ năm 1998, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Minh Hưng Long được thành lập, chuyên hoạt động sản xuất và cung cấp các sản phẩm thiết bị chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, chất lượng cao, mang nhãn hiệu Paragon, nhằm khai thác tất cả lợi thế cạnh tranh của mỗi khu vực để tạo ra các dòng sản phẩm chất lượng và giá thành cạnh tranh nhất. Với một lòng vì sự phát triển kinh tế đất nước và khát khao thay đổi ngành công nghiệp chiếu sáng tại thời điểm đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Minh Hưng Long đã trải qua 25 năm khai phá và phát triển với những cột mốc đáng ghi nhận. Điển hình là cột mốc năm 2003, khánh thành showroom Light & Life đầu tiên tại Sài Gòn. Năm 2007, tiến hành xây dựng nhà máy mới tại Bến Cát Bình Dương với tên gọi nhà máy PMT với hơn 15.000 m2 với tiêu chí sản xuất hàng Việt Nam vì người Việt và cho người Việt. Năm 2008, thành lập văn phòng đại diện Hà Nội và Đà Nẵng với mong muốn mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng Việt từ mọi miền trên đất nước. Cùng với sự phát triển và tiếp nối thành công 25 năm qua, công ty Minh Hưng Long với thương hiệu đèn LED Paragon sẽ nỗ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm tốt nhất, uy tín nhất và chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Paragon luôn cam kết những sản phẩm của mình được làm ra bằng sự tận tâm và nhiệt huyết của toàn bộ đội ngũ nhân viên. Chúng tôi luôn luôn hết mình vì sứ mệnh đưa ánh sáng đến khắp mọi nơi, trên nước Việt Nam và ra thế giới. Duy trì sự bền vững và tiếp bước tham vọng, Minh Hưng Long tiếp tục tiếp cận thị trường Đông Nam Á với Sri Lanka. Năm 2010, sau khi nghiên cứu và đánh giá, thiết lập quan hệ thương mại và bắt đầu tham vọng nắm lấy thị trường tại đây. Trong khi đó, tại Việt Nam, năm 2003, Minh Hưng Long tiếp tục cho khánh thành showroom Light & Life thứ hai, đánh dấu cột mốc phát triển bền vững trong ngành thiết bị chiếu sáng. Từ khi thành lập công ty thì Paragon chúng tôi luôn luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, từ khâu thiết kế, thử nghiệm, sản xuất theo các tiêu chuẩn chiếu sáng của châu Âu đến khâu đóng gói, vận chuyển vân vân đều được quản lý và kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo cái chất lượng đầu ra. Chuyển mình trong thời kỳ mới, công nghệ phát triển và tiến bộ, sự ra đời của đèn LED bắt đầu cho thấy tiềm năng mới lĩnh vực chiếu sáng. Năm 2014, ban quản trị đã đồng loạt tán thành chuyển đổi dây chuyền sản xuất cũ sang công nghệ sản xuất đèn LED mang tên Paragon và tiến hành chinh phục thị trường Đông Nam Á với ứng dụng công nghệ sản xuất đèn LED hàng loạt. Nhận thấy cơ hội mở rộng và có thể tiến xa hơn, Paragon đã đẩy mạnh gia nhập thị trường Campuchia năm 2014 và tiếp theo là thị trường Myanmar năm 2017. Paragon trở thành đối tác quan trọng trong việc phát triển ngành chiếu sáng của nước bạn. Sự thích nghi và nắm bắt cơ hội của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Minh Hưng Long nói chung và thương hiệu đèn LED Paragon nói riêng đã được đón nhận. Paragon trở thành thương hiệu đèn LED uy tín tại Việt Nam và khắp Đông Nam Á, đã bước cùng sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa với hàng loạt công trình trọng điểm của quốc gia, các dự án trực thuộc các tập đoàn đầu tư và xây dựng lớn trong và ngoài nước. Các dự án tham gia cung cấp thiết bị chiếu sáng điển hình như sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Phnom Penh, nhà ga Metro Bến Thành, trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, trường đại học FPT, đại học Văn Lang, khu phức hợp Sun Avenue, Diamond Lotus Riverside, tòa nhà FLC Store, Mobifone, Vietjet, nhà máy Canon, Toyota, Yamaha, Foxconn, TH2000, Lysol và hàng ngàn công trình lớn nhỏ khác tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Tiếp bước thành công, phát triển vững bền, 2020 thành lập chi nhánh Cần Thơ, mang đến cho bà con những sản phẩm đèn LED dân dụng với tiêu chí chất lượng và giá thành cạnh tranh nhất tại khu vực miền Tây. Paragon sở hữu hệ thống quản lý sản xuất và thương mại đèn LED đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 cùng với hệ thống phân phối vững mạnh và sâu rộng trên toàn quốc với 8 chi nhánh trực thuộc công ty, trên 10 nhà phân phối, trên 200 đại lý và hơn 2.000 cửa hàng và tiệm điện trên toàn quốc.
Với quy trình quản lý sản xuất đạt tiêu chuẩn 5S và định hướng đầu tư về chất lượng, hầu hết các sản phẩm của Paragon phù hợp hợp chuẩn các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt hàng đầu thế giới như tiêu chuẩn quốc tế IEC, tiêu chuẩn ISO 9001-2015, tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương, hợp quy QCVN 2019 của Bộ Khoa học Công nghệ. Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Một cuộc hành trình 25 năm thành công với đầy thử thách, Paragon giờ đây đã vững vàng và trưởng thành trên thị trường. Cùng nhau vươn tới tương lai, năm 2023 tiếp tục nhắm tới thị trường quốc tế với những kế hoạch xuất khẩu sang các thị trường lớn mạnh khác. Tại Việt Nam, Paragon đã, đang tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các khu vực và thành phố lớn và mở rộng sự hiện diện trên 63 tỉnh thành Việt Nam, mang ánh sáng tới mọi miền đất Việt. Minh Hưng Long, nỗ lực hôm nay, kiến tạo ngày mai.